Năm 2019, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc sáp nhập 6 tổ dân phố thành 3 tổ dân phố, góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi phí từ ngân sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách và các tổ chức ở cơ sở. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm kể từ khi sáp nhập, ba hội quán dôi dư ở thị trấn Nghèn vẫn bỏ không, chưa thể xử lý. Điều đó đã gây nên tình trạng hư hỏng, lãng phí tài sản ở hội quán và nguồn tài nguyên đất. Chính quyền địa phương cũng đã tiến hành rà soát, kiểm kê để đề xuất lên cấp trên nhằm tiến hành thanh lý theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã gặp không ít khó khăn vướng mắc. Trong quá trình sáp nhập thì đối với thị trấn Nghèn thì có 3 cái địa điểm nhà văn hóa cũ dôi dư mà địa phương cũng đã rà soát, nhưng mà hiện nay giữa luật đất đai và xử lý tài sản công thì cũng đang có sự chồng chéo, cho nên là cũng phải chờ hướng dẫn của cấp trên để xử lý được những cái trường hợp như thế này. Không chỉ ở thị trấn Nghèn mà trên địa bàn huyện Can Lộc còn có 57 hội quán, nhà văn hóa và cơ sở nhà đất không còn sử dụng cũng đang trong tình trạng bỏ không. Như tại xã Xuân Lộc, sau khi tiến hành sáp nhập thôn vào năm 2016, đã có 10 nhà văn hóa dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát để xử lý, địa phương này cũng gặp rất nhiều lúng túng. Kết quả là đến nay, số nhà văn hóa dôi dư vẫn chưa thể thanh lý, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất. Nếu như không kịp thời xử lý thì hiện nay cùng một là cái mặt bằng để đó thì cũng lãng phí. Rồi thì cái công tác quản lý cũng gặp khó khăn. Dân cũng đang có ý kiến nhiều đối với cái chỗ này. Xa thì cũng mong muốn là cả cấp các ngành thì sẽ xin ý kiến, nhưng xin cả cấp các ngành thì sớm là cùng cho ý kiến để xa cũng kịp thời giải quyết cái vấn đề này. Trong khi chưa có cơ chế giải quyết trụ sở dôi dư và cả những cơ sở mới không đảm bảo diện tích sử dụng sau sáp nhập, nhiều địa phương đã tự đề ra phương án giải quyết như cho thuê, thanh lý tài sản, bán cho người dân. Tại phần lớn địa phương, quy trình thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật như xây dựng quy hoạch, kế hoạch trình Ủy ban Nhân dân huyện, xin ý kiến nhân dân để bán đấu giá. Một phần tiền nộp về ngân sách, một phần sẽ để đầu tư các thiết chế văn hóa cho trụ sở mới nhằm để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của bà con nhân dân. Tuy nhiên, tại một số nơi lại phát sinh hệ lụy. Điển hình như ở xã Thượng Lộc, do chưa nắm vững luật đất đai và luật thanh lý tài sản công, ban cán sự các thôn Thanh Mỹ, Anh Hùng, Vĩnh Xá đã tự ý bán cho các cá nhân trên địa bàn. Hệ quả là đến nay, tất cả các hộ đều không thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi gọi như cùng mua với số tiền là 100 triệu. Để đây là bảo đảm lấy kinh phí để cho sở nhân dân xây cái công trình nhà văn hóa mới trong đó. Thì như vậy là từ năm đó đến như thì tôi tưởng cùng chủ quán rồi mà chủ đứng nhà nước còn cái chúng rồi để làm bia cho nhân dân, nhân tư này như thì có những chờ đợi đến như thì như đến như chưa làm được bia. Khi mình hiệp đồng là giữa xóm với cả hộ gia đình thì nói là xóm và nói là có trách nhiệm là mình bia cho gia đình, mới định từ được đến giờ thì đến năm nay không bốn nơi mình chưa có bia. Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn huyện Can Lộc có 6 cơ sở nhà đất dôi dư mà ban cán sự các thôn đã tự ý bán cho các hộ dân. Và dĩ nhiên, tất cả các hộ dân đều không thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp thửa đất của hội quán thôn Sơn Phượng Cũ, xã Xuân Lộc là một ví dụ. Năm ngoái là ba bị hai mẹ con đi, chứ hết mấy nữa. Thế là để xóm bán như là rừng ăn bia cho tới sông xà thì đủ đi và đi nục. Đó là mới trả 30 triệu chứ không? 30 triệu để nợ khi trả thì anh thu quỳ ba phụ nữ phụ quỳ ba nợ nhận tiền đi. Là chỉ sẽ nợ cho xóm như còn nhà thống nhất là bán nợ cho. Tự ý thanh lý tài sản công, giao đất trái thẩm quyền tại một số thôn xóm trên địa bàn huyện Can Lộc đã và đang là nguyên nhân dẫn tới mất an ninh trật tự, khiếu kiện trong thời gian qua. Đây cũng là một trong những vấn đề nảy sinh mà Ủy ban Nhân dân huyện Can Lộc đang tập trung rà soát, xử lý những sai phạm nảy sinh trên địa bàn. Nội dung này chúng tôi đã làm việc với từng thôn và xã là giao cho địa phương, một là mời các hộ dân lên yêu cầu trả lại cái tiền mà các thôn đã
và giao các xã đưa cái diện tích đất nhau đó này vào cái quy hoạch đất ở, để sắp tới trên cơ sở cái chuẩn đất hàng năm thì sẽ quy hoạch để chuyển sang đất ở và tổ chức đấu giá hoặc là xét giao đất ở cho nhân dân.